Đó, cô chú coi kìa, phi hành gia kìa. Phi hành gia với ba ra trước đợi mẹ rồi đó. Hey baby, untie us. Rồi. Ôi. Hé nhau. Chờ mẹ chút nè, mẹ gỡ ra đi nè. Oh no. You probably think that you are better now. Better now. Trời ơi, mang đôi dép ô nhô dữ cha. Ủa này gì đây? Oh, she did that to her shoes. What is this? Put her feet back in her shoe. Put her toes back in her shoe. Wow. Sao? cứ giày hoài hay là sao vậy hả? Cẩn thận. Ngứa hả? Ngứa thì gãi đi. Đừng có chồm nha, không được chồm nha. Oh wow, we have to get on the water in like a week. Since Sunday. Friday. Yeah. Không làm gì vậy? Nhô. Nhô. Cái máy đó nó quay quay làm sao phải không? Coi đi. No. No.
ngồi xuống đây nè. Say hi, Jay đi, can you say hi? Say hi, Jay đi, can you say hi? Wave. Wave, can you wave? Wave. Can you wave? Say hi đây. Kìa kìa, say hi kìa, say hi kìa. Say Jay đi, can you say hi? Good job, Jay đi. Blow up a kiss. Good job. Đó, con Giang Hồ đứng nè. Đó, Giang Hồ đứng. Thấy ai hả? Đó, chào đồng bào đi. Chỉ câu chuyện nó sai thì con xin lỗi mẹ đi. Hả? Từ giờ về sau mà mẹ sai là con phải xin lỗi mẹ, nghe chưa? Nghe chưa? Con phải gia nhập hội luôn, nghe chưa? Nghe chưa? Ờ hai đó, hai đó. Mày gió đi, mày gió đi. Good job, Jay đi. Hãy Jay đi. Jay đi, look. Look. Wow. Sao? Làm gì? Lại lấy đồ vẽ hả? Vẽ. Yeah. Đây, lại đây. Ở đây. Lên ghế ngồi. Ghế đâu? Dạ dạ ăn bài. Rồi ngồi đi, ngồi đi. Rồi ngồi đi. Đó, giữ chưa? Dục mấy em xuống luôn kìa, coi được đời không? Tay mẹ đẹp không? Hung tay mẹ miếng. Hung tay mẹ miếng. Thôi đừng có xạo. Hung tay đi, hung đẹp đi. Ủa làm gì vậy? Làm gì vậy? Trời ơi làm gì vậy? Vẽ hả? Ngồi xuống. Xích đu. À mẹ chưa? À mẹ. Tự nhiên chị nó kỳ xạo, con này nói xạo. Giả mang thì cái chứ. Con nói con giả mẹ đi. Khoanh tay lại. À đàng hoàng. Cúi đầu xuống. Mẹ tên gì? Chị đi, mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Con nói Ngọc. 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 Đúng rồi. hung tay mẹ mới coi. Hung màu coi. Trời ơi dữ không? Không nói này nữa. Trời ơi đã chưa? Trời đất ơi đã chưa? Đâu nữa? Đâu nữa? Quá luôn trời đất ơi. Trời ơi ăn luôn hả? Trời ơi ghê quá à. Thôi không có đừng ăn, hung thôi. Trời ơi, quá luôn, quá luôn. Trời ơi. Giữ. Thôi ngồi xuống, trời thương quá. Ngồi xuống. Chưa, mẹ chưa có đưa, ngồi xuống. Con nói lại đi, mẹ tên gì? Ngọc. Nói đi. Ngọc. Đúng rồi, mẹ mấy tuổi rồi? Chay. Mẹ mấy tuổi rồi? Dễ không? Dễ. Mẹ mấy tuổi? Con nói đi. Three. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống đây. Chạy. Lấy ghế ngồi. Ủa bây giờ là chơi chiếm đoạt à hả? Trời ơi bây giờ. Trời ơi. Nó đè lên người tôi rồi nó chiếm đoạt. Rồi sao giờ làm gì? Giờ mở ra được không? Con nói mẹ.
mở cho đi, nói đi, cho con nói đi, nói không nên mẹ mở nha. Xúc cái gì rồi con, nói mẹ. Oh wow, trời ơi, không cần sự giúp đỡ luôn, mạnh dữ. Đây rồi, gì nữa, đi kiếm tờ giấy vẽ đi. Mẹ lấy giấy cho con, mẹ lấy giấy. Con nói mẹ mở giùm con. Đúng rồi, đây nè. Giờ đang cầm camera rồi, sao mở con. Đây là mở bằng chân nha. Rồi đó, mở đi. Đó, rồi mở rồi. Cảm ơn mẹ đi. Màu đó màu gì á? Con nói đi, green. And then blue. Đúng rồi. Giỏi, mẹ lấy giấy cho dễ nha, giấy đông tiên cho hai. Giấy đâu rồi? Ok, giấy này. Đây nè, giấy nè. Rồi đây, giấy nè. Come. Rồi đó, giấy đây. Trời ơi, cái mắt kiến rồi, bẻ gãy mắt kiến tôi nè, thấy không? Có được không? Kiến này từ hồi 8 đời rồi nè. Bây giờ đeo mắt kiến vô cho cô chú coi nè. Rồi đó, cái nó đưa cho nó, cái nó làm hư cái mắt kiến luôn rồi nè. Ê, lại đây. Lại đây, đeo mắt kiến cho cô chú coi, chú chụp tấm hình cho đẹp đè, đeo cái chút nè. Rồi lên. Đứng im. Rồi bây giờ đeo nè, vô. Đeo nè. Rồi. nhìn cô chú đi. Đó, cô chú thấy chay đẹp chưa? Đeo vô. Đeo. À, đẹp chưa? Dữ không? Trời ơi. Ê, nó nghe nè, cái mặt đeo kiến này hợp rồi nha. Trời ơi, cái mặt là đeo cái mẫu kiến này hợp nè. Trời ơi, quá hợp luôn á. Sao? Hả? Sao? Rồi sao em Út và Dục qua đây hết rồi, tối mắt công đi ra đi kiếm không? Sao không để không trong đó? Nè, đeo vô. Cũng khoái đeo lắm, khoái đeo là mà làm màu đó. Trời ơi, cuối cùng nó làm hư cái kiến này, thấy chưa? Con này nè. Nhưng mà hên cho chay là cả cuộc đời mẹ không bao giờ đeo kiến. Mẹ rất ghét đeo kiến. Mẹ lạ mà chay. Rồi đó, nó làm dơ hư cái áo rồi đó, thấy chưa? Cái áo nó làm hư rồi. Ủa tại sao có cái bàn không vẽ mà tự nhiên lại ngồi vẽ cái kiểu cực khổ vậy? Hả? Chay. Lại cái bàn này vẽ nè. Đem lại đây. Rồi đó, đây nè, con thấy con làm hư cái áo chưa? Cái áo đang bình yên. Trời đất ơi. Đó, rồi giờ vẽ hư xe luôn. Chơi vậy đó. Trời đất, mà nó nghe nè, bữa nay thấy cái tay mẹ đẹp không? Thôi đừng có vẽ, tay người ta đang đẹp, vẽ lên chi vậy? Nãy giờ phải vẽ bả. Thấy không? Hài lòng. Vẽ xong tự hài lòng luôn. Wow, đẹp không? Đẹp hả? Trời đất ơi. Wow. Đổi đầu. Wow. Chay đừng nói chay thuận hai tay luôn nha cô chú nha. Giữ giờ. Oops. Wow. Good job chay đi. Quá dữ rồi. Thời tới rồi, cản không lại cô chú ơi. Chứ thời tới thời phải đi làm nail. Cản không nổi nữa. Nó nghe nè, chút nữa ngồi xuống sơn móng chân luôn đi. Bữa giờ chưa thấy sơn móng chân. Đẹp quá. Sơn móng chân, ngồi xuống sơn móng chân. Móng chân đâu, ngồi xuống sơn.
Để lên, ngồi xuống, ngồi xuống. Đúng rồi. Dạ dạ dạ. Trời ơi, thấy chưa cô chú, thấy chưa móc chân chưa? What's she doing over there? She's polishing her toes. Oh, đẹp quá. Đẹp quá. Okay, so we got one. Còn móng nữa. Chân có 10 móng lần mới sơn có 1 móng à. Giữ chưa, giữ chưa? Con nói đi green. Quá đẹp luôn. Hay lắm bồ ơi. Thôi thôi đừng vẽ tay. No, no. No. Ăn rồi chay ơi. Rồi cô chú ơi, nó đã tự đi lục đồ ăn ở trong tủ rồi, giờ nó đem ra nè cô chú nè. Tự mở đi. Ừ, có giỏi thì tự mở đi. Đừng nói nó tự mở được đó, nó thấy mình mở là bắt đầu tự mở được đó. She's gonna learn how to open it. Yeah. Here. Here, let me show you. Let me see. Con ngã ba đi, ba làm cho. Ngã ba. Okay, ready? Let me see this hands. Ready? 1, 2, 3. Here, hold this one. Đừng có nhảy nha, không nhảy cả tưng nha. Now take this hand and hold this one. Hold this one and I pull apart. Almost. Mạnh lên, con dùng sức, con mạnh lên. Here, watch. Rồi, mẹ à. Con nói mẹ. Give it to mom. Mở. Dad making her work. Dùm. Con. Please. You see your little face open up? She's the cutest. I love you. You? 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 Ăn không? Con nói dạ ăn. Rồi, nào, mở nào, mở nào, mở đi, mở đi. Dạ. Cái gì vậy? Dạ. Xạo quá à. Trời trời, có mặt xạo kìa. I'm just touching it. Nè, con nói thank you. Chú chú. Chú không? Tự đem vô dục. Đi đem vô thùng rác dục. Dục thùng rác lại lên, không có đưa cho mẹ. Đi lại lên, đi lùng ra thùng rác. Thùng rác chỗ nào, đi chỗ nào cho dễ dễ á. Đi thùng rác kia đây. Trời đất ơi, ăn xong đưa tôi hả? Đây nè, mẹ mở lên cho, mẹ mở lên cho. Rồi, dục đi, đúng rồi, good job chị đi. Đúng rồi. Rồi lấy ghế ngồi ăn, lấy ghế ngồi ăn, lại lên. Sit down, sit down. Đúng rồi, rồi ăn bánh đi. Đó. Ngon không? Ngon không? Trả lời mẹ. Hả? Trả lời mẹ coi ngon không? Rồi nó không trả lời luôn, vậy không ngon thôi trả lại đi. Trời ơi cái tay nè, cái tay hả? Cái gì đó? Cái tay dính màu, dính đồ không mà giờ cầm cái bánh ăn nè. Chạy đi. Đi đâu á? Cái gì hả? Làm gì hả? Xạo đó, xạo. Yeah. I found you. I see you. Trốn, 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 trốn. Cướp. Cái gì vậy? Sao ăn mà nhìn mặt khó chịu vậy? Cái gì vậy? Chị cá đâu? Chị mẹ coi cá đâu? Baby, should we go to PetSmart? Look at the fish tank. Come out here. Everything just looks so horrible in there. We gotta buy new things. Baby, hurry up. 1, 2, 3. Trời ơi trời. Quấn này. Quấn. Chay. Đó, ra. Look at the fish tank. How horrible is it? Oh yeah, the thing's not. Yeah, wanna go to PetSmart right now? Yeah, sure. Yeah, go. Đi không chay? Which one should we go? Let's go to the one by Costco. And then we can stop at Menards.
For what? Why do we need to stop at Menards? Maybe Menards has the stuff too. Who knows? Đi em chay. Đi pass spot không? Yeah, the fish tank looks horrible.